tháng 12 năm 1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là đại hội mở đầu công cuộc đổi mới của toàn Đảng, toàn dân, một cuộc chiến khổng lồ chống lại những cái cũ kỹ lạc hậu với phương châm hành động là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật. Bối cảnh những năm đầu của thời kỳ đổi mới, đất nước ta đứng trước muôn vàn khó khăn, khủng hoảng kinh tế xã hội vẫn tiếp diễn, bộ chi ngân sách và lạm phát tiếp tục tăng. Trong bối cảnh đó, để đáp ứng được công cuộc đổi mới của Đảng, tổ chức của ngành thanh tra được kiện toàn và không ngừng đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực thanh tra. Ngày 1 tháng 4 năm 1990, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký lệnh công bố pháp lệnh thanh tra. Đây là văn bản mang tính pháp lý cao, tạo cơ sở pháp lý và xác định rõ chức năng nhiệm vụ hệ thống tổ chức của thanh tra nhà nước, cũng như xác định rõ vị trí của công tác thanh tra trong thời kỳ đổi mới của đất nước, mở ra một thời kỳ mới của công tác thanh tra. Pháp lệnh khẳng định, thanh tra là một chức năng thiết yếu của quản lý nhà nước, Ủy ban Thanh tra Nhà nước được đổi thành Thanh tra Nhà nước. Có thể nói, pháp lệnh thanh tra ra đời đáp ứng được những đòi hỏi cấp bách lúc đó là giữ vững trật tự kỷ cương trong các hoạt động kinh tế xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cho quá trình đổi mới là phát triển kinh tế nhiều thành phần, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân. Nhớ lại thời kỳ này, nguyên Tổng Thanh tra Nhà nước Nguyễn Kỳ Cẩm chia sẻ. Cuối những năm 80 và đầu những năm 90 thì công cuộc đổi mới được Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Trong cái hoàn cảnh như vậy thì đúng là thanh tra cần có những cái thuận lợi rất cơ bản. Cái thuận lợi thứ nhất là được Đảng và Nhà nước rất quan tâm về công tác thanh tra. Nhưng mà tôi nghĩ một cái thuận lợi rất quan trọng mà tôi bắt gặp đó là cái sự đồng tình, mong đợi của nhân dân và được cái sự cổ vũ, động viên của các giới báo chí, kể cả động viên cổ vũ cũng như nhắc nhớ phê bình. Nhưng mà phải nói trong cái điều kiện như vậy đấy,